Ngày 22 tháng 7 năm 2023 trên sân vận động Eden Park, New Zealand, lần đầu tiên, quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại giải vô địch bóng đá thế giới nguồn VFF. Sau trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan chiều tối 1 tháng 8 tại Dunedin, New Zealand, trong cuộc họp báo huấn luyện viên Mai Đức Chung nói, thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin cảm ơn đất nước New Zealand cũng như người hâm mộ Việt Nam đã đến theo dõi trực tiếp các trận đấu hoặc cổ vũ qua truyền hình. Theo ông Mai Đức Chung, thời gian qua, toàn đội đã nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo đảng, nhà nước, của bộ VSTTNDL, của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, của các nhà tài trợ cũng như người hâm mộ cả trong nước và nước ngoài. Chỉ tính trong thời gian tập huấn chuẩn bị tham dự World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã được tạo điều kiện cọ sát với các đội bóng hàng đầu thế giới như đội tuyển nữ Đức, Tây Ban Nha, New Zealand. Các trận đấu này đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm kinh nghiệm thực chiến ngay ở vòng bảng giải vô địch thế giới. Vào giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào vị trí thấp bé, nhẹ cân thứ hai so với 32 đội bóng tham dự. Với chiều cao trung bình 1m61, các cô gái Việt Nam chỉ hơn đội có thể hình thấp nhất là Zambia, 1m59, còn các đội bóng khác, nhất là các đội bóng châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương đều từ 1m70 trở lên. Cũng vì thế, ba cuộc so tài của đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng E, trong đó có đương kim vô địch Hoa Kỳ, đương kim Á quân Hà Lan, trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chia sẻ về những trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ các học trò của ông đã thi đấu hết sức mình với tinh thần Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc dù có trận thua rất đậm. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng chiến đấu tại giải vô địch bóng đá thế giới 2023 để thể hiện tinh thần quyết tâm và tự hào của đất nước.